thằng con tôi nó nói muốn làm vợ tôi á là phải chờ 3 năm. Ôi, cứ lên hoài mà đạt xe đạp là phải mười mấy cây mới lên nhà đó. Coi như 20 tuổi chồng cưới mình không có thích, có thắm nhang giấy ơn đơn cho bỏ. Trời ơi. Đó, chào bà. Chào bà. Chào em gái. Ai mà bà ngồi. Chúc chà lâu quá mới gặp mặt á. Lâu quá mới gặp hả? Giờ gặp lúc đây mấy năm rồi. Coi như mở tivi giờ gặp à. À, xin mời bà giới thiệu về mình ạ. Tôi Nguyễn Thị Hưng. Bà nay nhiêu tuổi rồi? 76. Trời ơi, 76 rồi. Quê bà ở đâu? Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Chào tất cả các quý vị có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Nãy giờ tôi cũng quên chào. Em tên đầy đủ là Vương Thị Vân Hạnh. 49 tuổi, dạ. Bữa nay làm dâu mẹ là 24 năm. Chị có 3 bé, con trai lớn 23 tuổi. Con gái giữa là 20, dạ. Bé Út là 10 tuổi. Wow. Trời ơi. Bà, cái ngày đầu tiên bà gặp con dâu này bà còn nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ hả? Lúc đó con dâu này sao? Ban đầu thì bạn với con gái của tôi nó dẫn lên nhà, dạ. Rồi ăn uống đồ vui vẻ. Nhà tôi thì nhà vườn dừa, chặt nước uống, nó thích ăn cái, dạ. Thằng con tôi nó nói ở nhà tôi là người uống nước còn chó nó ăn cái. Đó, tôi mới làng con tôi nói trời ơi, bạn bè mới tới nhà mà nói gì ta bất mãn sao ta lại nữa. Cái rồi xong sau này cái thằng con tôi nó nói muốn làm vợ tôi á là phải chờ 3 năm, rồi chờ đến khi 20 mấy tuổi mà thấu 30 tuổi mới cưới. Nhưng tại sao phải lại chờ 3 năm bà? Thì thằng con tôi nó chọc mà. Chọc. Nhưng từ đó với sao còn ăn cái dừa nữa không? Giờ vẫn ăn. Vẫn ăn luôn hả? Chắc mấy con chó nó buồn lắm rồi. Nhà không nuôi chó. Vậy là bỏ luôn hả? Trời ơi, thấy chưa? Cái lần đầu tiên mà khi chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Lúc mà gặp mẹ là chị rất là thích, là vì mẹ rất là hiền. Cái tính chị là rất là tự nhiên, chị đến nhà ai chơi là chị lủi vô bếp trước. Dạ. Chị vô chị coi có này ăn không, có kia đi đâu có ăn là thích à. Thì cái hồi mình lên nhà ảnh là tại vì nhà có cái vườn trái cây rất là lớn, nhiều trái để ăn lắm. Xong rồi mình hay mang trái cây á, xong rồi mình cứ lên hoài, cứ lấy cái giờ nó lên mà đạp xe đạp là phải mười mấy cây mới lên nhà lắm. Cứ chạy lên trên đó ăn được, cứ lủi vô bếp xong thấy má xào ngon nhất á, là cái đậu ve á, mình xào với lại mì khô á. Má xào rất là ngon. Mà má là ăn chay đến bây giờ là gần 40 năm rồi. Thành ra là đến bây giờ mình về rồi mình cũng học được nhiều món chay, rồi nấu cho mấy cái món cho mẹ thích á. Đám giỗ ở nhà cũng đều là nấu chay hết. Dễ gần lắm. Hiền mà. Nhìn mặt rất là phúc hậu luôn á. Miệng cười có duyên quá. Có duyên. Hồi xưa chắc đẹp gái lắm bà hả? Và lúc đó bà giờ đẹp lão chứ không có đẹp gái. Hồi xưa lúc bà yêu năm mấy tuổi bà? 20 tuổi. Mấy tuổi mới lấy chồng? Coi như 20 tuổi chồng cứ. Không có quen trước cũng không? Như cha mẹ hai bên là kết nhau à. Mình chưa kết. Rồi ưng về có yêu liền chưa bà? Cũng một thời gian nó dở dang. Dạ. Cũng như là mình không có thích, có thắm nhang giấy ơn đơn cho bỏ. Thắm nhang cho ơn đơn bỏ mình đi, đừng thấy nản lắm. Nản quá hả? Nản, tại vì nhậu nhẹt đó mình không có thích. Mà có bỏ không bà? Không, không có bỏ. Ơn trên không cho. Nói đúng, ông cũng nghĩ cái chữ hiếu. Dạ. Thành ông nói cha mẹ ép mà mình bỏ thì không được. Vợ kiếm thêm hay hết, vợ đâu kiếm nhỏ. Rồi bao lâu hai người mới xuất phát tình yêu bà? Cũng bình thường chứ, cũng quen vậy. Mà thấu 23 tuổi mới có con. Là ông xã của em. Ông xã của nó là gặp nhau cho mắc cỡ lắm bà hả? Mắc cỡ lắm chứ. Mẹ chồng nàng dâu chú ơi. Mẹ chồng nàng dâu. Tưởng đâu chuyện yêu là cưới. Hai mẹ con về với nhau khi làm dâu đó có hòa hợp với mẹ chồng không? Về từ đó đến giờ chưa có bao giờ cãi nhau mà cũng không có một vấn đề gì trục trặc hết đó. Lúc đó em là thợ may nữa, thành ra là tất cả mọi đồ của má mặc em cũng may, rồi cơm nước nhà nấu hai mâm.
em vẫn phải nấu. Vì mình thích là vì trong gia đình á, là cái bữa ăn, cái giấc ngủ là quan trọng nhất. Vì em ở trên đó xa, nó không có cái nơi ăn hàng giống như ở phố. Ừ. Thì cái bữa ăn là quan trọng nhất. Nhưng mà cái khẩu vị của gia đình mình á, với gia đình chồng nó có khác nhau? Nó hòa hợp ngay từ đầu rồi. À. Tại vì ngay từ đầu mình đã thích mẹ nấu ăn cái món đó rồi, là mình biết là vừa ăn với mình rồi. Nhưng mà sao mình biết vừa ý mẹ, lỡ không có đúng cái vị của mẹ? Mẹ dễ lắm. À. Ăn cái gì cũng được, không bao giờ mà. Chơi khen. Không bao giờ mẹ chơi. Ăn chay nó cũng dễ. Ba thì hay chơi nè, em chồng hay chơi. Nhưng mà chị khác chơi không quan trọng, miễn có nấu lên ăn được rồi, còn chơi khen ngon ăn nhiều giỡn ít chứ không có kiết. Còn không cảm thấy không ăn được thì ra ngoài ăn. À. Gia đình mình rất là rõ ràng như vậy. Dạ. Cảm giác là con dâu mình có hợp gì với mình không? Trước nhất là nó lo cho chồng con nó thành tài là mình vui vẻ rồi. Nó biết á thì nó kính trọng mình, còn nó không biết là coi như không có, vui vẻ thôi. Thấy điều gì mà hợp với con dâu mình nhất? Thì nó đi đâu về thì nó cũng nó chào, nó hỏi là mình vui rồi. Chứ sợ nó về nó thấy mình nó giả là nó ngó lơ mà là mình đã bực rồi. Giờ có ghét mấy đi nữa cũng vui vẻ. Con dâu có dẫn mình đi đâu chơi không? Có chứ, Thái Lan đi quá. Sài Gòn đồ thường đi lắm. Con dâu có mua quà tặng mẹ chồng không? Thì có, hồi nó có tiền nó tặng nhiều, mà nó không có nó tặng ít nhất áo. Thợ may mà. Thợ may á. Chị thấy là chị với mẹ là hợp nhau điểm gì nhất? Cái hợp nhau là giữa mẹ chị là cái cách dạy con. Dạ. Cái đặc biệt là nếu mà trong lúc mình mắng con, mình la con là không có được ai can. Dạ. Nếu mà có người can quýnh nhiều hơn. Ồ. Thì mẹ là như vậy đó. Mà hồi xưa mẹ kể mẹ cũng dạy con như vậy, cho nên gia đình chị bốn anh em rất là hòa thuận. Lớn tới đâu làm tới đó. Ừ. Con trai gì cũng là ra ăn xong rồi ra rửa chén đồ bình thường, chứ không có phân biệt là trai gái. Thành ra cái gia đình này là đám giỗ đám đồ là người lớn chỉ có nấu thôi. Nhà này con trai đông hơn con gái, có hai đứa con chỉ là gái thôi. Có cảm giác cái điều gì mà chưa hợp với con dâu không bà? Nó nhiều hồi nó cũng có cái chuyện mình cũng không vừa ý, mà mình nói nó biết nghe lời, nó sợ nó nín. Chứ không có cái gì mãi á. Nhiều hồi nó đi làm về rồi nó nhiều hồi mệt á, là nó cũng la con, la đánh con đồ, rồi mình cũng la nó cũng hơi cãi lại. Mình cái gì á, cái một là một, hai thì hai, chứ không có được mà hỗn ẩu với cha với mẹ. Tôi cũng hay la nó một thời gian đó, bây giờ nó biết nghĩ lại rồi. Tôi lên tiếng là bất cứ con cũng vậy mà ông chồng cũng vậy nữa, ông hay ăn hiếp tôi thiệt. Mà tôi, tại vì cái tính tôi không có muốn ồn ào trong gia đình. Một thì ông nói, hai thì tôi nín. Lúc mà tôi nín hết được rồi, tôi nói phùng lên là ông lo ông xách xe ông đi. Thành không có cãi. To tiếng vợ là... chồng em cãi nhau. Ừ. Mẹ là người làm quà. Ảnh cãi cho em không cãi. Dù khi anh to tiếng lên rồi là em có nói gì nữa. Bắt đầu ông qua em kêu mẹ, kêu em chồng, tại vì em chồng cũng ở xung quanh thôi. Cơ mọi người qua nghe coi ai đúng ai sai. Em tuyệt đối là em không nói. Gia đình em không có cái sự cãi vã ồn ào. Nhưng nếu mỗi lần mà em buồn mẹ thì em có chia sẻ thẳng với mẹ hay em nói với ba? Em không có buồn. Em cần làm cái gì đó cho mẹ là em sẽ bàn với ông xã. Thì em nói giờ em dẫn má đi Thái Lan thì anh ở nhà anh chăm sóc con vài ngày. Bà nội cũng làm dâu rất là nhiều. Khi mà em về là em vẫn còn bà nội chồng. Thì bà nội nằm một chỗ 20 năm. Trời. Khi em có nhà là mẹ không làm gì cả, đi chơi thôi, em nấu sẵn rồi mẹ về mẹ ăn thôi. Đó là một sự đồng thông cảm. Dạ. Và đồng cảm với nhau trong cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu. Không biết là chồng em sẽ chia sẻ điều gì trong cái câu chuyện này nha. Dạ. Chúng ta cùng lắng nghe. Tôi có cái là rất là ngang, tôi ngang là ở đây không ai ngang không tôi. Cố gắng không làm thay đổi á. Và con cái bà nói tôi, bà nói chuyện ra điện thoại nói nhỏ nhẹ mà nói với tôi như bên nạt á. Nó mình lại không thích phụ nữ nói to tiếng, để nói cái tầm là lo chịu à. Con tôi mấy chục tuổi rồi chứ hồi giờ tôi chưa bao giờ mà nói anh yêu em. Mình biết mình chiều vợ, vợ ngủ để cho vợ ngủ, mình dậy mình đi chợ nấu cơm thì mà đây đó. Nhưng mà con cái là không có nói anh yêu em, không có đồng môi chút lửa được, làm thì cứ làm thôi chứ còn chưa. Bây giờ còn có mấy ngày nữa là bà xã tôi với bà già tôi đi không? Nếu bà già tôi bà thích đi là cỡ nào tôi cũng chiều rồi đó. Bà nội tôi nằm một chỗ tới 20 năm bà nội tôi mới ra đi. Má tôi chăm sóc bà nội tôi đến khi rút hơi thở cuối cùng, không có một quất chạy. Cho nên đến đời giờ tôi cũng mong cho vợ tôi, đến sau này má tôi lỡ cái nằm một chỗ, kinh tế tôi không có điều kiện đây,
tôi làm thuê làm mướn là không nói rồi, vợ tôi chăm sóc cho mẹ tôi là tôi còn đổi đầu luôn á. Nhưng mà con cái á, đi mà theo cái mục của bà già tôi á, là bà xã tôi chắc cũng phải học hỏi thêm nữa, thấy chưa? Tại giờ chồng còn khỏe, mẹ còn còn ngon, cho nên á, là vợ tôi chưa có thể hiện hết cái lòng giao thảo đâu đó. Vợ tôi ngủ mà dậy trễ, bà già tôi nói để cho nó ngủ xong dậy nó đi làm cho bà già tôi, tuyệt vời đó. Cái kỷ niệm của tôi không bao giờ tôi quên. Ở trong nhà tôi còn một ký gạo mà bà cô tôi á, bà 7 đứa con, bà già tôi 4 đứa. Nhưng bà già tôi mới cắt lửa một ký gạo đó, bà đưa cho bà cô tôi về lo cho con ăn. Bà nấu một lon thôi cho ba tôi với bà nội tôi ăn thôi, còn mẹ con tôi ăn chuối. Tôi không bao giờ tôi quên. Cho nên bà già tôi có sống với người ngoài là bà lo coi như là trong gia đình, bà nghĩ ăn như vậy là đủ. Nhưng mà con cái là bà xã tôi, bà hiểu, bà lo trong gia đình rồi có dư một chút bà mới lo ở ngoài, nó lại khác ở chỗ đó. Cho nên tôi cũng cầu mong là vợ tôi đi sau này chỉ còn một nửa như bà xã già tôi là tôi cảm ơn rồi. Anh mắc cỡ không dám lên hình. Dạ. Sau khi nghe chồng nói vậy thì chị suy nghĩ điều gì? Em rất là hiểu trong lòng ảnh nghĩ cái gì. Cái điều ảnh sợ nhất á là vợ mình coi thường mình. To tiếng với chồng nói chuyện to tiếng, nhưng mà thực sự ra cái giọng em là giọng thổ. Nó to chứ em không có phải là nói to tiếng, nhưng mà tại bản thân ảnh là ảnh sợ cái điều đó, sợ nó xảy ra cho nên ảnh nghĩ như vậy. Chứ thực ra là em không có như vậy. Sau hai mươi mấy năm sống chung như thế, cô có mong muốn con dâu mình thay đổi một điều gì đó không? Hằng ngày cũng cầu ơn trên hộ cho vợ chồng nó trên thuận dưới hòa, để mà nó đỡ đời trở lại, để mà nó lo cho con cháu của mình nó thành tài. Cháu tôi một đứa thì ở Nhật, còn một đứa thì sắp đi Nhật nữa, là đứa con gái. Còn đứa nhỏ giờ mới học lớp 4 à. Thực sự mẹ chị rất là hoàn hảo rồi, cho nên không có gì thay đổi, chỉ thay đổi là sức khỏe đổi tốt lên hơn. Cái điều đó là chị mong muốn nhất. Và cái nữa là em muốn chia sẻ là khi thằng con em đi nước ngoài học á, bà nội á, được cháu bên Mỹ á, cho được 300 đô thì đổi đây cũng được 6 triệu. Nhưng mà bà nội cho hết cháu nội luôn để đi học. Bà nội này number one rồi. Rất tình là cảm thì còn mãi mãi, tiền bạc rồi cũng sẽ ra đi. Vật chất rồi cũng sẽ ra đi, chỉ có tình người là ở lại ha. Bao nhiêu năm rồi, 20 năm, mấy năm rồi bà? Bà có nhớ lần nào cô dâu mình tặng cái gì nó gọi là quý giá chưa? Cái lúc nó khó khăn quá đi, mà làm lấy gì có mà tặng. Chưa gặp khó khăn á thì nó cũng may quần may áo cho mình, không có cái gì. Có bây giờ tặng cái đôi bông hay sợi dây chuyền gì chưa? Thì chưa, bây giờ nó lo, để nó lo cho con mình, cho cháu mình. Không, giờ nó tặng đó. Vợ tặng vui không? Thì mình cũng cầu cho nó có để nó tặng mình. Mình cũng để đó dành nữa cho cũng cho cháu cho trời, mình đâu có nghiệp không? Hôm nay con dâu có một món quà rất là đặc biệt. Bà thấy sao? Chung cha được vậy là quý hùng. Quý hùng luôn hả? Đó, cô con gái có món quà đặc biệt đó. Đây là món quà, tại vì em cũng thường khoe với mọi người là tôi rất là may mắn có được mẹ chồng, mà mẹ chồng của tôi là như Bồ Tát. Cho nên ngày hôm nay em chọn sợi dây chuyền ngày tình nhân á, ngày 14 tháng 2. Em giấu ông xã em, mà ông xã em chở đi mua. Nhưng mà em nói đi chở em vô đây em mua vàng em cho bà chị bạn à, chứ em không có cho chồng em biết luôn. Thì vô em đi lựa xong thì ngày hôm nay là đúng cái sợi dây chuyền mà như ý. Mặc dù là con cũng không có đủ tiền nhiều để mua cái sợi to, đây là tấm lòng của con. Và có cái hình Phật bà, hồi xưa là mẹ đi chuyền để cưới con, thì bây giờ con cũng mang sợi chuyền này à, tặng lại mẹ. Đẹp quá. Dạ. Lần đầu tiên cái vàng ra vô liền liền à, mà không có ở với mình à. Bây giờ nó ở luôn à, đeo đẹp xong chưởng đeo nữa tới con. Cộng dây chiếu quá bà ơi. Rồi sẵn đây là con hát tặng má một khúc nhạc để tri ân thay lời muốn nói. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Hiện giờ mẹ cũng không có cái gì, còn chúc cho con có sức khỏe, ráng mà nuôi cái đứa bé
Lớp 4 bây giờ được nên như mấy đứa lớn là mẹ vui rồi. Chúc gia đình chúng ta hạnh phúc.